những cái chúng ta có. Cái chúng ta có là gì? Có cái không cầu. Cái đó nó nằm ở trong 7-8 thứ mà người tu không nên có. Thầy có phà này không? Có 8 cái không. Vừa ông nghe ông vừa pháp giảng những cái gấp đầu tác với cô kìa. Nên có cái không cầu. Cho ta đâu mà cái chữ vô cầu á, nó không có nghĩa là nó sao vậy? Chơi gì đừng cầu thế. Không phải. Lồn đây. Chúng ta làm tất cả nhưng mà không vướng cái gì đó. Tôi không có nói chuyện với cái bà bác. Ví dụ như ngày xưa Luận Ngữ có câu, Luận Ngữ của Khổng Tử: quân tử thực bất cầu bạc, người quân tử ăn không cầu nó, lót dạ cũng được. Nhìn cực diện nhá mày, ổng cái hơi trơ tơ, ổng giống như đều băng á. Không phải là do các vị nấu ăn thiếu, mà tại mình ăn nhiều. Muốn là tiền, muốn là tiền liền. Nói vậy cho đỡ quê. Âm em mới vui. Thưa đại chúng là ở trong bếp á, ổng là người của Tây Quan xuống đó. Áo dọn như người của Tây Quan xuống đó. Hủa đốt, hủa đốt, ổng hủa. Sang phút lắm. Ổng đi tu từ hầu, ổng học lớp 9 với chữ mà. Hủa, ổng đốt, hủa, ổng đốt luôn. Giống như đào, ở đằng đào ổng. Bữa đâu có sẻ à, này. Có sẻ không sao rồi. Mình ví dụ như hỏi gì là phải suy nghĩ. Ổng là hỏi cái gì bất ngờ ổng cũng trả lời được. Hủa đốt. Bái này nào lùm này. Ở gần đây thì. Ở đây Nam Phụng á. Một mấy khóa trước á, bụi 8 kê ăn 2 bữa. Tại vì mỗi bữa ăn 4 kê, 4 mâm thôi. Bữa nay là hồi sáng là 20 mâm mà cũng không đủ. Trầu sống những đá đá. Nhưng mà thưa, tại sao không? Nó sai đi. Lỗi là cái người nấu ăn, nấu ngon thì ta mới ăn nhiều. Mình ăn cơm thì có bà biết là hồi trưa bà ra là có bà giải quyết. Cho bữa nào cũng tranh thủ, dù đang bận công việc nhưng mà tranh thủ ra để coi cái gì nó xảy ra là mình phải giải quyết liền. Thì hồi trưa là còn khoảng một dãy bàn 50-60 người đang đứng chờ. Nhưng bây giờ nếu mà chờ cơm ra, chờ thức ăn ra, không bắt quý, không lẽ bắt quý Tôn Đức đứng chờ. Mà tội nghiệp nhất là cái người đứng cầm bát không mà ngó người ăn á. Chùa cái chùa nó chùa Hoàng Phốt nè mà tứ bả tới trăm người đi không mà bây giờ mời hết tất cả các vị nào mà chưa có thức ăn ngồi hết vô để bàn, ngồi xuống để cho đằng này ta làm việc. Các vị đã có cơm rồi bắt đầu cúng dường, bắt đầu vào thời khóa rồi. Một lát sau là các ban hành đường, ban trai soạn tự bới thức ăn để trên bàn cho các vị thiếu đó. Mình không nhất thiết phải chờ đủ. Tức là quý vị làm việc là quý vị phải giải quyết nhanh gọn cái nào nó tiện lợi. Thí dụ như bây giờ mình biểu các vị ngồi xuống rồi mình bưng tô nước, tô mở nước ra vì sợ nước đông. Nhưng mà cái đường nó chật quá làm sao mình chen chân vô mấy cái dãy kia. Thử lần đầu rồi không được là phải đi lần thứ hai lần chắc khác. Vị nào tới cầm cái tô của mình đi vô chỗ rồi. Chứ bây giờ các vị ngồi xuống hết ban hành đường nó chưa một chỗ đâu mà chưa hết. Bây giờ cái chai đường nó nhỏ mà không còn chỗ, nó lâu còn hơn. Thì cái này không được thì mình phải qua cái khác. Quân tử thực bất cầu bảo, ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Hồi nãy có một cô tội lắm, thấy có quà đi ra, cái cổ đi ra trễ của sở của quà là rầy. Cô đứng chánh liền, còn lại ấp tấm lầu. Mà thôi giờ hỏi ăn uống sao nó không, cứ coi con ăn đi bên kia.